Bà con, bà con, đây là những chiếc lồng đèn, những chiếc lồng đèn của chùa Pháp Hoa. Chùa Pháp Hoa này nó ở đường Trường Sa, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đó, ngay cầu Lê Văn Sĩ nè bà con, đó, cầu Lê Văn Sĩ nè, đó, đó. Đó, cầu bà con thấy xe chạy chớp chớp á. Còn đây là những cái cảnh của chùa Pháp Hoa bà con. Đó, lồng đèn đẹp, lồng đèn đẹp, đó, lồng đèn đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp quá ha, đó, đó, đẹp. Và ngoài ra còn có những cái bông này á, bông này người ta gọi là bông sa la. Bông sa la nó ở Ấn Độ bà con ạ. Bông sa la là nguồn gốc Ấn Độ, nhưng mà đa phần chùa nào cũng có trồng, có rất là có trồng. Bởi vì cái bông sa la này là nó ở trong vườn thượng uyển của Ấn Độ. Khi hoàng hậu Bá Xà Bá Đề về vua Tần Phạn đó ra thì đưa tay lên ngắt cái bông sa la này, thì thái tử Tất Đạt Đa, thái tử Tất Đạt Đa từ trong nách nhảy ra, đó, bước lên 7 bước, bước lên 7 bước trên tòa sen. Bước thứ 7 ngài đứng lại, mỗi bước đó là một cái bông sen. Bông sen thứ nhất là nhỏ, 2 lớn, 3 lớn đến 7 là lớn đứng nhất. Tay phải ngài đưa lên trời, tay trái đưa xuống đất, nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó là thuyết nhà Phật là ở này bản ngã của con người là lớn nhất, thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới đất cũng có bản ngã của người lớn nhất. Nhưng mà cũng có người ta xuyên tạc phải nói Phật giáo thì làm sang cho nên là nói gì chứ không có đúng gì. Còn đây là chùa Pháp Hoa bà con, chùa Pháp Hoa, chùa Pháp Hoa nè, chùa Pháp Hoa, chùa Pháp Hoa, phường 14, quận 3 đó. Đây là đường Trường Sa nè bà con, đi vô đây, vô đây, vô đây, đây, vô đây, đây, đó, vô đây chừng 5 mét là ta quẹo trái. Nếu ta đi thẳng là bãi giữ xe của nhà chùa đó, bãi giữ xe nhà chùa đó bà con, ta vô đây. Ta vô đây là bà con sẽ đến bên tay trái là các có các vị tiểu hòa thượng ngồi nè, đó, người suy tư, người tụng kinh, người mô Phật đó, thế giờ các vị tiểu hòa thượng ngồi nhiều đó. Đây là tháp, tháp Phật nè, tháp Phật, tháp Phật đó. Còn đi lên kia, đi lên kia thì đó bà con thấy chỗ nào chùa này đặc biệt là các anh sư phơ ở dừng hỏi mày ở đâu, ở lồng đèn là biết ở chùa Pháp Hoa, bởi chùa Pháp Hoa rất nhiều lồng đèn. Còn đây là hồ cá coi bà con, hồ cá coi đó, bà con thấy không, đây nè, đó, đây là chùa Pháp Hoa, này là những hòn đá phong thủy người ta tạc đó bà con, đó, đó. Còn dưới này là cá coi nè, đó, cá coi bà con thấy không, đó, ú, con nào nói tự bự trà vá hả bà con, đó, cái này mấy trăm ngàn nha, triệu mấy cũng có nha con bà con, một triệu mấy con, 2-3 triệu con, từ có con 10 mấy triệu á. Vua cá coi ông nuôi là hồi đó ông bán là đắt tiền lắm. Cá này nó còn thuộc cái diện tâm linh bà con à, cho nên là rất là trân trọng, không ít ai ăn thịt nó mà chùa nuôi không à, đó, thấy bà con không, đó, đó, đây là những cái nè, để tôi mời bà con coi cái cảnh chùa phần dưới nha bà con, đó, đó. Chùa Pháp Hoa, đó. Đây là những hòn đá phong thủy người ta viết cái chữ lên rồi đó bà con, người ta viết chữ lên rồi, ta lấy cái búa đục cốc 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 tay gõ thấy cái chữ viết mẫu là bắt đầu hòn đá nó lún vô, nó lún vô, người ta lấy màu sơn, sơn vàng ta sơn lên, sơn màu trắng không được, nhưng màu trắng sợi dơ, chắc vậy tôi nghĩ vậy, cái nhà chùa không có nói dơ không gì hết, nhưng mà tôi nghĩ sợi dơ cho nên là sơn màu trắng lên thì nó cũng không được, trang nhã mẫu đẹp đó bà con thấy, cảnh lên chùa, chỗ nào chùa này không có hết bà con. Chỗ này chỗ nào chùa không có lồng đèn hết á, ta có chùa lồng đèn mà, đó, đó đi lên, đó, tầng lầu á, lên mấy tầng lầu luôn, chỗ này chỗ cây sa la nữa nè bà con, đó, cảnh chùa, cây sa la, đó, tên nó nhiều lắm bà con, còn lâu đây á, đây là lối ra lúc nãy đó bà con, nhưng ta mở hai cổng hôm nào, tổng đông ta mới mở, thứ bảy giờ ta mới mở cổng này, xe các Phật tử để đây, và bãi dưới xe kia là có người. Tùy lòng hảo tâm cho nhiêu cho chứ không cho cũng được, lấy xe ra thì gần như người ta đi chùa tới đây, còn như ai người ta cũng là cúng dường tiền hết đó. Tiền đó người đã hưởng. Phía bên kia Trường Sa là phường 9 quận 3, cùng bên này cầu Lê Văn Sĩ nè bà con, đó xe chạy chớp chớp cầu Lê Văn Sĩ. Phía bên này mà bên kia là phường 13 quận 3, bên này là phường 14 quận 3, còn bên kia là phường 9 quận 3. Cầu Lê Văn Sĩ không biết là bữa nào quản lý. Đó bà con thấy không, đó bà con ha, rồi tôi quay đến đây để chúc bà con coi đó.
vui vẻ mạnh khỏe nha bà con, còn có lối đi ra đây nữa. Đó. Đây là đi ra đường lối đi ăn đó bà con, nhà bếp sau đó. Nhà bếp sau đó và đây là những cái cây mát. Đó bà con mát mẻ. Ơi gì bà con ha, còn đây là rồng, rồng. Ở chùa Việt Nam ta thấy đi đâu, ta đi chỗ nào ta cũng thấy rồng. Mà tôi đến chùa của Campuchia thì đi chỗ nào cũng thấy rắn. Chùa các cái cổng lên này họ làm rắn không bà con, xà đây một ông, rồi đây ông rồng nữa. Ở chùa Việt Nam là rồng, mà chùa Campuchia, chùa người Khmer là rắn, chỗ nào có rắn, đừng lên lối xuống thấy gì rồng. Bên kia cổng nữa được không? Đó cái cửa đó đó, cửa đó là bên tay trái nhà vệ sinh đèn tự động, ta bước đến là mở cái cửa là tự động nó sáng à. Đó. Đừng đèn cảm ứng mà. Còn cái cửa đây mở ra là không mở được, bởi mở ra là đụng đường. Đụng ngoài đường trường xa thì mở ra là đúng ngay đường trường xa. Đó, cho nên là không mở. Rồi con vậy ha. Đó. Nam mô Di Lặc Phật, 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 Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Di Lặc Phật phù hộ cho Việt Nam cũng đừng có chiến tranh, đừng ai bị gì hết, Mọi người sống an vui, Phật phù hộ cho mọi người ở Việt Nam sống an vui, không có chiến tranh, không có gây nạn, không có tư thù, không có oán quán. Dạ, các vị Phật phù hộ cho những người đến đây vui vẻ mạnh khỏe bà con. Dạ. Rồi chào bà con nha. Rồi con. Vậy con vui vẻ rồi bà con. Họ để cái gì đó, đó giờ mời con. Rồi xin chào nào xin tạm biệt bà con. Đó đây đi ra đường Trường Sa nè bà con. Đó. Đó bà con thấy không? Lồng đèn không? Lồng đèn quá trời lồng đèn à. Đó. Chỗ nào cũng lồng đèn à. Quá trời ta kêu chùa lồng đèn mà. Đó. Ở đây công nghệ nhân là chắc làm đèn được, làm lồng đèn được cho nên ấy thay thế hư hỏng là thay thế liền. Rồi tôi cũng hay làm công quả ở đây, hiểu không? Tôi ở đây rảnh rỗi ra ở đây. Thôi chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Chào. Cây sala.